Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sao Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô mô tô mới về, kèm theo đó là phân khúc cổ điển này, nách bài cho anh em ha. Anh em nào xem cần mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì địa chỉ vẫn là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương. Mọi người chịu khó mình nhấn nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để mà cập nhật cái lô xe mới về cho mọi người. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì có anh Phong, hỗ trợ giới thiệu ông anh Phong ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Mình với Việt sẽ cập nhật trước mấy con mới về. Hôm nay về thì cũng chỉ được có 4 cái. Đây, con đầu tiên, mẫu này anh em hỏi rất nhiều, hôm nay mới có hàng. CB150R, xe 2020. Con này đi có 4.000 cây, 4.300 cây. Xe cực kỳ mới, biển số 86 của Bình Thuận. Thì con này sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 69 triệu. Rồi, ở đây có R15V3 nữa. Con này thì nó có chống đổ, rồi là có thêm cái bát đút gầm. Con này đi 11.000 cây. Thì chiếc này sẽ để cho anh em 41 triệu. Đây, con này mới về nữa. Đi 15.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá 38 triệu. 38 triệu để xem nó biển ở đâu này. Con này biển số 37 của Nghệ An nhé, 2020. Rồi, tiếp tục Tê Bích. Tê Bích mới, con này đi mới có 4.000 cây à? 4.800 cây. Con này sẽ để cho anh em 35 triệu. Bao nhiêu? 35 triệu. 35. Đi có 4.000 cây thôi. Ốc tán trắng tinh, bỏ lốp zin theo xe hết. Ok. Đây, anh em mình lên tầng lửng nha. Tê Bích thì trên này mình vẫn còn một chiếc nữa. Chiếc trên này thì rẻ hơn. Chiếc này nó chỉ có 30 thôi. Đây, Tê Bích. Con này chỉ có 30 triệu. Đó đen. Đúng. 30 à? 30. Con này đi hơn 20.000. Nó là biển số 63 của Tiền Giang. Đấy, lấy kịch bài thì mình có thêm là Vision. Vision này thì đang có giá là 35 triệu. 35 triệu. Vision trong này đi sướng lắm nha mọi người. Nó máy 155, nó giống như thằng MT. Đây, MT cũng còn luôn. MT còn 4 chiếc. Đúng rồi. Chiếc đầu tiên biển 86 Bình Thuận. Con này đi 20.000, 2020. Có độ bô này anh em không thích thì mình có thể hỗ trợ đổi bô zin cho anh em. Con này thì mình đang bán là 47 triệu. Nó đang giảm còn 46. Mấy thằng 150 thì đang giảm thêm 1 triệu một xe. Mấy con này. Được. 67 An Giang này thì nó chạy nhiều hơn chút, nó chạy được 32.000 cây. Thì chiếc này đang có mức giá là 43 triệu. Được. Bên đây chiếc này biển 71. Đi 25.000. Con này cũng chỉ cho anh em 43 thôi. 43 triệu thôi. Đấy. Rồi, con này. Rồi, con bên đây biển 66 đi hơn chục ngàn thì sẽ để cho anh em là 46 triệu. 06. Với những cái dòng xe mà tầm cỡ này tiền ấy, thì bên mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em hết. Đấy, có một số con mà không bao rút ấy, thì mình sẽ báo riêng nhé. Ví dụ như con này thì hạn đi. Đấy, con này thì nó chỉ có 11 triệu thôi. Bao hợp lệ thôi chứ không bao rút. Con này nó là thằng CDR125, xe Rebel của Trung Quốc nhé. Rồi, MSX. MSX này thì giá của nó chỉ có 16 triệu thôi. Và con này thì cũng không bao rút hồ sơ.
Nó là đời 2015 biển Bình Dương. Con đen nhám này cũng không bao rút luôn. 2018. Con này thì chỉ có 20 triệu. Đấy, và 20 triệu không bao rút hồ sơ thôi. Đấy, bên dưới này Naked Bike thì có thêm thằng Bandit. Hiếu Bình. Con này thì đi được xem nào. 18.000 và sẽ để cho anh em là 33 triệu. Nó là biển số 86 của Bình Thuận. Rồi, con màu đen biển An Giang thì con này chạy được hơn 20.000. Con này 31 triệu. 27.000. 31 triệu. Đấy, con đỏ đây thì biển số 67. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 32 triệu, cũng đi hơn 20.000 một tí. Con nào để không lên. Con này đi 20.000. 20.000. 32 triệu. 32. Đấy, Naked Bike. Con FZ. Con này. Con này thì chưa bán. Biển Bình Định chưa bán. Chờ rút xong hồ sơ mới bán. Bình Định giờ khó quá mà. Đợt giờ bao chua luôn. Đợt này mà nghe đến biển Bình Định bán là không dám nhập luôn. Nhập được luôn. Sao có đơn không chịu. Nhập cũng khó mà rút nó còn chua hơn. Con này hết bình. Con này nó là Galleman 200 thì chiếc này sẽ để cho anh em là 28 triệu. 28. Còn Legion 150 như này thì 200 nhé. Legion 200. Con này thì giá nó 30 triệu, nó biển 85 của Ninh Thuận. Ok. Con rồi, này Galleman anh em bán rồi. Anh em cọc. Này cọc. FZ 150. FZ 150i thì sẽ để cho anh em là 19 triệu. 19 triệu cho anh em. Thế xăng rồi. Con này thì không bao rút hồ sơ nhé. Nó là biển 76 Quảng Ngãi. Rồi. Benali 175. Benali 175 này thì sẽ để cho anh em là 18 triệu. Nó là biển Sài Gòn. Và con này cũng không bao rút hồ sơ này. Rồi. Ở đây mình có dòng T-Win 250 thì có hai chiếc. Chiếc đầu tiên này là biển số 66 Đồng Tháp. Con này thì mình đang bán ở mức giá là 44 triệu, xe đi 15.000 cây. T-Win 250. Đây, con này biển Bình Dương thì độ nhiều đồ chơi hơn chút nhưng mà đi nhiều hơn, đi hai mấy ngàn. Con này thì sẽ để cho anh em là 43 triệu. Đấy. Phía bên trong này thì mình có cái dòng Yamaha IB. IB thì con này nó là biển Bình Dương. Sẽ để cho nhau mức giá là 30 triệu. 30 triệu. Rồi, con con này ạ. Con đấy là cũng đi luôn rồi. Đi rồi. Rồi, CB190F này. Thật ra là chưa đi mà đang chờ ông chú ở dưới Đồng Tháp đặt cọc. Chưa biết bắn tiền nhưng chưa kiểm tra lại. Nên cứ quay lại luôn. Con này thì sẽ để cho nhau là 28 triệu, nó là CB. Vera Venza này anh em. Có mấy anh em hỏi này. Đấy. Rồi, đây nữa. Con này nó là CB190. Con này độ cây bồ. Con này thì nó biển Tây Ninh và đang bán 32 triệu. 32. Ở đây thì có Suzuki EN nữa. EN biển 70 Tây Ninh. Và con đó thì mình đang bán ở mức giá là 25 triệu. 25 triệu nha. Đấy. Rồi. SuGD. SuGD thì có một cặp. Và cặp này đang bán mức giá là 16 triệu một con. Có một con là biển số 81, con trong 81, con ngoài thì 68. Cái giá này thì bên mình chỉ có bao hợp lệ, không bao rút nữa. Đấy. Giá là 16 à? Đúng rồi. Rồi. Ở đây thì có con Bell 170. Con này thì nó là Bell Trung Quốc, biển số 43 của Đà Nẵng. Con này sẽ để cho anh em 20 triệu. 20. Đấy. Và Bell Trung Quốc như này thì cũng không bao rút hồ sơ. Rồi. Còn phía bên trong nó là Husky 125, nó là biển Sài Gòn, đời cũng sâu, đời 2007, 2008 gì. Con đó thì giá nó chỉ có 12 triệu thôi. 12. Đấy. Rồi. Rồi, trong này có con Trung Quốc nó mình quay luôn. CB 125 của Trung Quốc thì con đó sẽ để cho anh em một cái mức giá là 11 triệu.
11 triệu thôi. Đúng rồi, cũng bao hợp lệ. Ok. Rồi. Rồi. Ở đây có dòng Avenger 220cc của Ấn Độ. Dòng này thì mình đang bán 40 triệu. Nó là xe 2017, 2018, đi có 10.000 cây thôi. Biển số Sài Gòn. Xe khá keng. Rồi, đến GZ. Con này biển số 69 Cà Mau 2018. Con này sẽ để cho nhà 48 triệu. 48. Xe mới nhưng con này không có thùng. À, con này không. Ok, thùng. Con phía trong. Con phía trong thì 55 triệu. Con đấy đi có 3.000 cây à. Con này biển số 63 Tiền Giang đang rút hồ sơ. Rồi, con phía bên này. Bên trong này nữa biển số 94 của Bạc Liêu 2017 thì sẽ để cho anh em 42 triệu. 42 triệu. Rồi. Ok. Chiếc bên đây thì biển số 67 An Giang 2018. Và con này sẽ để cho anh em 45. Con này 45. Không thùng. Không thùng. Này. Đợt này nhiều xe không thùng hết. Con này biển số 70 Tây Ninh cũng 2017 này. Giá nó chỉ có 45 thôi, 2017. 45 luôn. Rồi. Đây có một chiếc này biển ở đâu này. Biển 84 Trà Vinh, con này 42 triệu, đời 2017. Đấy, GZ150A nha. Rồi. Chiếc này nó là biển số 61 của Bình Dương. 61 của Bình Dương thì con này nó là bao hợp lệ, nó đời 2017 và giá của nó thì chỉ có 35 thôi. 35. Con này không bao rút. Rồi, con bên này. Con này biển số 43 của Đà Nẵng. Con này thì nó là xe 2018 và đang có mức giá là 48 triệu. Đi 24.000 cây. Đấy. Còn cuối cùng trong lô GZ. Con này thì biển số 81 của Gia Lai. Con này thì chạy được 9.000 cây và có giá 55 triệu. Xe đủ thùng cốp, xe rất đẹp. Đấy, thì trong video này anh em yêu quý chiếc nào cần chi tiết hơn, anh em có thể alo qua cho mình qua số điện thoại là 092 770 và 448 thì cần chi tiết hơn về xe mình sẽ gửi thêm hình ảnh và video cho anh em tham khảo thêm. Rồi, ok. Xin cảm ơn anh em.